Rồi, xin chào các bạn. Thì OneMore là một cái thương hiệu mà chuyên sản xuất những cái thiết bị như là về tai nghe nè, máy nghe nhạc đến từ Mỹ, cũng như là đang được rất nhiều những bạn trẻ quan tâm và chú ý tới, bởi vì là nó có một cái mức độ hoàn thiện rất là tốt nè, sản phẩm có thiết kế đẹp mắt nè, chất lượng âm thanh cao, và quan trọng hơn hết đó chính là nó có một cái mức giá bán cực kỳ là cạnh tranh. Đặc biệt hơn thì OneMore chính là cái thương hiệu trước đây đã từng làm cái tai nghe cho Xiaomi, đó là chiếc Piston bạn ha, nó cực kỳ là huyền thoại luôn. Thì trong cái video này mình sẽ trên tay cho các bạn xem một cái mẫu tai nghe không dây mới nhất vừa hạ cánh từ Việt Nam. Đó, đây là mẫu AV100, ông Thông đang đeo cho một con người mẫu cực kỳ là xinh đẹp. Thì cái tai nghe này mình mua bên IZ Audio, bên bên đó vừa mới lấy về là mình chơi một cái về trên tay cho bạn xem gì luôn. À, thì cái mẫu tai nghe OneMore AV100 này á, hứa hẹn sẽ là một cái mẫu tai nghe mà dưới 2 triệu cực kỳ là hấp dẫn, bởi vì là nó có một thiết kế cực kỳ hiện đại nè, không dây nè, rồi chống nước nè, và đặc biệt hơn là nó có một công nghệ âm thanh chất lượng cao đến từ Qualcomm. À, rồi thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn tập hợp xem coi là bên trong nó như thế nào ha. Thì mình thấy là cái mặt trước của bó hộp đó là hình cái con người mẫu đang đeo cái tai nghe đó, cực kỳ là ngầu luôn ha. Phía trên sẽ là tên thương hiệu nè, bên dưới sẽ là tên của cái tai nghe này là AV100, cũng như là nó có cái công nghệ là ABTX HD. Đây là một cái công nghệ âm thanh chất lượng cao của Qualcomm, thì là mình sẽ nói sau. Thì cái phiên bản mình cầm trên tay là phiên bản màu đỏ ruby, thì OneMore còn có thêm một cái phiên bản nữa đó là màu đen titan dành cho phát mạnh. À, rồi mặt sau sẽ là thêm một số những cái thông tin khác được dịch ra nhiều thứ tiếng ha. Thì mình có thể nói như là nó sẽ có một cái kích thước driver lên tới là 14,3 mm nè, nó có thời gian chờ lên tới là 240 tiếng nè, rồi nó có chiếc âm thanh là CSR nè, rồi chống nước IPS4 đó, đại khái là vậy ha. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra như thế này ha. Đây là kích thước tổng hợp của cái tai nghe này đó, mở ra thì mình thấy là được chia làm hai ngăn ha. Đó, trong đó thì cái mặt phía trên nó sẽ là được nơi mà đựng cái túi để mà nhét cái tai nghe vào. Đây là cái túi đựng cho cái tai nghe đi kèm, thì nó được làm bằng chất liệu nhung ha, và nó được làm cũng rất là nhỏ gọn để bạn thể bỏ vừa cái tai nghe để mang đi du lịch đó, xiết lại như thế này. Ok, và tiếp theo đó là sách hướng sử dụng. Đây thì mình nghĩ chắc bạn không cần đâu. Rồi thì mình thấy là đây là cái hộp chính nè đó, thì mình thấy là cái tai nghe được nằm gọn gàng trong cái hộp như thế này ha. Thì cái này là bằng giấy nhưng mà được làm giả kim loại rất là sang trọng đó, dở lên thì mình sẽ có thêm một số những cái phụ kiện khác, như là mình sẽ có cáp sạc micro USB ở đây ha. Nói chung thì cũng độ dài cũng hơi ngắn chút xíu để mà bạn sạc cho cái tai nghe đó, nên như thế này ha. Ok, tiếp theo đó là bạn sẽ có một số những cái mút đệm với nhiều cái kích cỡ khác nhau để mà phù hợp với nhiều cái lỗ tai người nghe khác nhau. Ok, và cuối cùng mình thấy cái gì đây, đây là một cái tờ giấy hướng dẫn nhanh cái thao tác để mà xài cái tai nghe, cũng như là một số những cái nút bấm cứng. Đây mình sẽ lấy các bạn xem mà đó, nếu hướng dẫn các bạn những cái thao tác mà bấm nút như thế nào cho chính xác. Ok, thì đó là tờ về tạm mua kiện. Quay trở lại về cái tai nghe thì vẫn thấy là cái chiếc EB100 này á, nó nổi bật nhờ vào cái mặt trước được làm bằng kim loại này ha, thì sẽ có một cái mô tiết là vòng tròn đồng tâm ở đây và phải xước ngang như thế này, cùng với một cái logo OneMore để tạo điểm nhấn. Thì cái một chi tiết mà mặt kim loại á, giúp cho cái tai nghe này á, nó không chỉ đẹp hơn nè mà nó trông chắc chắn hơn. Ngoài ra thì cái mặt kim loại này nó đã phải trải qua là hơn 20 công đoạn cắt CNC cũng như là quá trình oxy hóa để giúp cho cái phần mặt kim loại này á, nó luôn trong tình trạng là bóng loáng nè, hạn như bám vân tay nè, cũng như là nó sẽ giữ được cái tông màu đỏ ruby này đó, cực kỳ tuyệt vời. Ngoài ra thì mình thấy là cái phần mà vành tay đây á, thì nó được làm bằng cao su và nó được bọc cái viền đỏ xung quanh ở đây để tạo điểm nhấn, và nó cho cái mức độ co giãn rất là tốt ha, cũng như là bạn đeo á, nó không bị đau tay trong thời gian dài. Mình đã có thử đeo cái tai nghe này mà mình chạy bộ thì nó vẫn giữ được cái tai nghe trên cái lỗ tai mình cực kỳ chắc chắn luôn, và nó gần như là vừa vặn với hầu hết những cái kích thước tai của con người hiện nay đó. Nói chung là bạn hoàn toàn yên tâm ha. Thì bạn thấy là cái phần mà tiếp giáp giữa mà cái phần vành tai, phần thân cái của tai nghe và phần dây á, thì nó không hề có hiện tượng hở, nói chung là cái mức hoàn thiện nó rất là cao, rất là tốt. Và bên trong sẽ là một chất liệu nhựa bạn ha. Thì bạn thấy là cái phần tai nghe á, thì nó sẽ hướng thẳng vào cái lỗ tai của bạn luôn, cho nên là bạn nghe á, thì toàn bộ âm thanh nó sẽ đi thẳng vào lỗ tai, không hề có bất kỳ một cái âm thanh nào lọt ra ngoài, cũng như là nó cho cái chất lượng mà cách âm nói chung thì ok, ổn. Rồi, thì bạn thấy là hai cái logo là Rai Lab được làm cách điệu đó, hình rất là đẹp luôn như thế này. Đây là mặt bên trong của cái tai nghe này ha. Còn về bộ điều khiển của cái tai nghe này thì mình đánh giá là nó có mức hoàn thiện rất là tốt. Mặt trên sẽ là ba cái nút bấm cứng ở đây và nó làm to bản bấm rất là dễ. Cảm thông sẽ là cái nơi mà bạn có thể gắn vào cái dây cáp sạc cho cái tai nghe này thông qua cái cổng micro USB. Mặt trên sẽ có thêm một cái đèn led đây nữa để bạn biết được là tình trạng kết nối nè, cũng như là pin nó là còn hay chưa. Mặt dưới sẽ là cái cổng mic. Thì tổng thể của cái bộ điều khiển này nó được làm một chất liệu nhựa và nó sẽ được phủ một lớp cao su cũng như là phủ một lớp nano để mà giúp cho cái phần này nó sẽ chống nước theo chuẩn là IPS4, cho nên là nếu bạn có đi mưa thì ok, bình thường không sợ mà bị vô nước khi bấm mà bạn ha, cực tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì nó bố trí rất là thuận tay ha, cho bạn đeo thì bấm rất là ok, rất bình thường luôn. Còn những cái tính năng thì mình sẽ ghi chi tiết trong bài viết của mình. Một điểm cộng khác trên cái tai nghe này đó chính là nó có một trọng lượng là cực kỳ nhẹ, nó chỉ nặng khoảng là 23 gram, cho nên là khi bạn đeo trong thời gian dài á, thì nó vẫn hoàn toàn mang đến cái sự thoải mái, nó không hề bị đau tai bạn ha, cũng như là nó có một cái vành ở đây rất là to bản và đeo rất là thoải mái.
khi bạn đeo á, bạn vận động mạnh á, thì cái tai nghe này nó vẫn không hề bị rớt ra ngoài. Đó là một cái điểm cực kỳ tuyệt vời. Tiếp theo là về công nghệ âm thanh ABTSHD của Qualcomm. Thì nếu mà nói một cách đơn giản và dễ hiểu á, thì cái công nghệ này giúp cho cái việc truyền nhạc không dây á, nó sẽ có chất lượng cao hơn, và nó sẽ phối hợp với lại cái con chip xử lý được tích hợp bên trong cái chiếc tai nghe này để mà nó sẽ xử lý tín hiệu, từ đó bạn sẽ có được cái chất lượng thanh nghe nhạc nó sẽ tốt hơn. Thì cái chip xử lý này á, vốn dĩ là nó chỉ được trang bị trên một số những cái thiết bị cao cấp mà thôi, nhưng mà nó lại được tích hợp vào bên trong cái tai nghe này mà lại được bán với giá là chỉ là dưới 2 triệu, cho nên đây là một cái điểm cực kỳ là sáng giá trên cái mẫu mà tai nghe OneMore M100 này. Thì mình sẽ nói chi tiết về cái công nghệ này trong cái bài viết của mình, và mình sẽ để bên dưới cái video bạn ha. Còn về chất âm thì với một người nghe tạp như mình ha, có một cái đầu tai không quá khó tính thì mình đánh giá là chất âm nó mang lại là cực kỳ tốt. Âm treble nè, mid bass cực kỳ là tuyệt vời luôn. Riêng âm bass thì nó sẽ mạnh hơn chút xíu. Thì mình thấy là cái tai nghe này nó sẽ phù hợp hơn với những ai mà thích nghe nhạc mạnh như là nhạc pop nè, nhạc sàn này hay là nhạc điện tử gì đó. Còn nếu bạn nào mà mua về bằng nghe nhạc như là Như Quỳnh, Sơn Tùng hay là gì đó thì nói chung là cũng rất ok, cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì nếu bạn nào không tin thì bạn cứ việc đến AS Audio và nghe thử, là bảo đảm là bạn sẽ cực kỳ hài lòng về cái tai nghe này. Cuối cùng là về dung lượng pin, thì mặc dù hãng không có nêu rõ là dung lượng bao nhiêu, tuy nhiên thì thông số đưa ra là nó có thể nghe nhạc liên tục được khoảng là 8 tiếng nè, đồng thoại được khoảng 10 tiếng, cũng như là cho thời gian chờ lên tới là 240 tiếng khi sạc đầy, cũng như là bạn sẽ mất khoảng là 2 tiếng để sạc đầy cho cái tai nghe này. Thì mình nghĩ những cái thông số này nó là ổn cho một cái tai nghe mà thuộc phân khúc giá dưới 2 triệu. Rồi, thì đó là cái phần trên tai nhanh của mình về chiếc tai nghe OneMore M100, một cái mẫu tai nghe mới bằng ha. Đó. Thì với những gì nó mang lại cũng mức giá bán chỉ khoảng là 1,5 triệu đồng, thì mình nghĩ đây là một cái tai nghe cực kỳ là sáng giá, các bạn không thể bỏ qua. Thì bạn có thể cái thăm AZ Audio để bạn nghe thử, nói chung là mình bảo đảm là bạn nghe là cực kỳ thích luôn. Đó. Còn bài đánh giá chi tiết thì mình sẽ để bên dưới cái video. Còn cái con người mẫu này thì mình sẽ có một cái video trên tay khác trong thời gian sắp tới. Rồi, xin chào các bạn.